Bạn đang muốn tham gia thử thách à? Bạn thấy thử thách 100 lớp thế nào? Hãy thử độ kiên nhẫn và xem bạn có thể chịu được bao nhiêu lâu nhé. Chắc sẽ hơi lộn xộn đấy. Mình chán lắm rồi. Bực cả mình. Cậu ấy đang nhìn gì đằng kia thế nhỉ? Chắc mình phải lên đồ thôi. Ơ kìa, váy của mình đâu rồi? Mình nhớ nó ngay ở đây cơ mà. Lạ thế. Thôi thì đeo phụ kiện trước vậy. Và cái túi mình dùng là đỉnh của chóp luôn. Điện thoại của mình. Không biết ai vậy ta? Hả? Là bạn yêu của tôi. Hả? Mình bị điên rồi hay sao vậy? Đi đâu mất rồi? Trò này đúng là kỳ cục mà. Chắc mình mệt quá thấy ảo giác rồi. Lên đồ tiếp thôi bà con ơi. Mình không muốn bị muộn buổi xem phim đâu. Giờ là... giày hả? Chuyện gì vậy trời đất? Mắt mình bị sao hả ta? Im nào, im đi. Giày gì cù bắp ghê. Ôi trời, suýt thì toang. Thử lại lần nữa xem nào. May mà lông mi của mình vẫn còn đây. Xinh tuyệt. Chiếc còn lại mới ở đây mà. Cái gì? Đó là... Miles sao? Đùa mình hay gì vậy trời? Chuyện này là sao thế hả? Má ơi! Đáng đời nhà cậu. Ừ rồi. Chờ chút nào. Mình có ý này. Xin chào thử thách 100 lớp đê. Ồ, được rồi. Cậu thích mi giả của tôi đến vậy sao? Thế thì đeo hẳn 100 chiếc đi nào. Wow. Làm sao mà đeo hơn 2 chiếc được chứ? Sao lại giới hạn lại ở đôi mắt nhỉ? Cũng được đấy. Ok, tớ hiểu ý cậu. Ổn chưa? Không ổn lắm. Đưa đây nào. Giờ để cho dân chuyên ra tay nhé. Một cái. Và còn tận 99 cái nữa. Mong là mình mua đủ keo dán để làm trò này. Mắt cậu đã nặng tí nào chưa? Vì nếu chưa thì cứ chuẩn bị tinh thần đi. Và đến mắt bên kia nào bà con. Đã thấy sự khác bọt chưa Miles? Ok, hình như tụi mình đi được nửa đường rồi. Hình như tớ hết thấy mí mắt của cậu luôn rồi. Trông như kiểu mắt cậu có hai con gì vậy á? Và 100 chiếc mi giả trông như vậy đấy. Tớ không mở mắt được nữa rồi. Khoan, tớ sắp nhìn thấy cậu rồi đấy. Đây. Không. Wow. Gió to quá trời ơi. Ôi trời. Julie ơi, cậu có ổn không đấy? Ngày mới lại đến, lại phải tỏa sáng thôi. Sao Julie lâu dã man vậy? Mình đọc xong rồi đây này. Trần tề hết trơn luôn rồi. Trời ơi. Chán như con rán. Cậu ấy đang làm trò gì trong đó thế? Ui da. Nào nào, chưa xong đâu. Ít nhất thì mình cũng có thời gian luyện tập. Wow. Cậu ấy vẫn trang điểm sao? Nè, cảm ơn. Làm cái gì mà lâu thế? Nhựa lỏng à? Mình làm gì được ta? Thời tới. Này, cậu có sợ bóng tối không? Cậu bị điên đấy à? Đến lúc chơi vui một chút rồi. Gì? Trời ạ. Chuẩn bị tinh thần chơi hàng xịn sò này. Chờ chút. Chuẩn, không cần chỉnh. Wow, phải dùng bằng này luôn sao? Thôi thì đành thế vậy. Nhìn như chai sữa ấy nhở? Chắc cũng không đến nỗi nào đâu. Có khi thế này mình còn bảnh hơn ấy. Nói thật thì có hơi căng rồi. Và như vậy sẽ nhanh hơn này. Tuyệt. Chuẩn như Lê Duẩn. Mình phải cẩn thận quanh phần mắt. Mình bắt đầu trông giống như hề rồi đấy. Được một nửa rồi cả nhà ơi.
Nó khô lại thấy đã quá. Cực dày luôn rồi đấy. Chắc mấy cái này sẽ dễ dùng hơn nhở. Thế là hết nói rồi nhé. Mình đã bị khóa khẩu rồi. Xong 100 lớp rồi đây. Cậu làm hơi bị xịt luôn đấy Mouse. Không gỡ ra được sao? Oh, vậy cậu muốn tớ giúp à? Tớ sẽ gỡ chỗ góc này ra. Ôi trời, dính chặt vào tóc cậu rồi. Ra nào, cứng ngắt luôn á. Wow, tớ đang cầm mặt cậu này. Wow, mặt ai vậy má? Trả lại này. Không biết mình có nên xăm thêm không ta? Chào cậu. Tớ thích hình kia kìa. Vậy thì ngồi thật là yên và nhé. Cái gì? Xin chào. Ừ, tớ cần một phút thôi. Không biết là nhọn cỡ nào ta? Chắc là mình cũng xài được chứ có gì đâu. Hay là vẽ lên cái này nhỉ? Lạ quá. Mình nên vẽ lên đây. Hello. Chỗ này chất chơi người rơi quá. Cũng tạm. Cậu tự vẽ hình đó sao? Chuẩn. Cậu muốn xăm ở bụng hả? Không, tớ muốn xăm ở đây này. Ok luôn. Hồi hộp quá đi mất. Sao chân cậu ấy mềm thế này? Đã quá. Xong rồi. Tạ ơn giời. Khơ. Gì? Sao thế? Này, làm gì trên ghế của tôi đấy? Cậu xăm cho ông giời này hả? Đúng thế. Và đây là quả báo cho cậu. Cũng ổn đấy nha. Sao cậu chưa bắt đầu đi? Thế nào cũng đau lắm đây. 100 lớp mực triển thế nào? Nãy giờ trông vẫn được của nó đấy. Mong là cậu có đủ da cho trò này. Wow, sắp đầy cánh tay rồi. Sẽ không ai dám gây sự với cậu sau vụ này đâu. Tụi mình gần xong rồi, đừng lo nhé. Wow. Này, đợi tớ chút nhé. Ủa, cậu làm gì thế? Quyển sách này trông hay nha. Hay là hình này nhỉ? Tuyệt. Xăm hình này đi. Thấy có ngầu chưa má? Mình đúng là thiên tài. Xin lỗi, bên này hết già mất rồi. Đừng nhìn nữa, tớ còn phải tập trung. Ta-da. Bị điên à? Hả? Wow. Gì đấy? Thích hình này không? Kìa, hình đó. Tớ cũng thích đấy. Chúng ta còn nhiều mực lắm. Này, tớ phóng phi tiêu nha. Là hình gì vậy? Có đẹp không? Đỉnh luôn. Chắc cũng không còn lựa chọn nào khác. Ngồi thật là yên nha. Nhìn ổn không cả nhà? Thế còn hình này thì sao? Oh, đây nữa. Hay em bé hoa này. Cậu thấy thế nào? Cứ làm luôn nhở. Đừng lo, thế nào cũng chất như nước cất. Cậu đang xăm má tớ hả? Hai má luôn. Sao mà tớ thấy hình trên trán được? Hết mực rồi. Đừng lo nhé. Chà, cậu lo xa thật nhé. Vậy là chúng ta còn lâu mới hết mực. Đấy. Mình mệt lắm rồi. Tụi tôi làm gì chứ? Chuẩn, chính là cô ta. Hả? Không, không. Tên tội phạm kia. Cái gì? Đừng bắt em mà. Không. Giờ ăn đến rồi. Xem tụi mình có gì ở đây này. Món kem này trông tuyệt quá. Ủa? Có người ăn hết sạch rồi này. May mà mình vẫn còn.
đùa nhau hay sao vậy má? Hôm nay tồi tệ thật sự. Lại là que này. Mình sẽ điều tra cho rõ vụ này. Không có. Chả, còn kia thì sao? Không có gợi ý nào hết. Ding ding ding. Mình sẽ bắt được tên quái vật kem này. Dù là điều cuối cùng mình có thể làm. Hình như sắp đến đích rồi. Chờ chút nào. Đó là sô-cô-la sao? Julie? Chính là cậu. Sao lại thồn hết kem thế hả? Và đây là hình phạt cho cậu Julia. Trời đất. Được rồi. Kem đâu cả rồi? Để đây tớ. Đây là đống que kem hồi nãy. Xịn quá. Làm luôn đi. Tớ chuyển luôn đấy nha. Hả? Cậu làm cái gì thế? Rồi, để tớ cho cậu xem. Giờ ngồi đi. Thấy không? Xếp chúng như vậy này. Rồi cứ tiếp tục thêm vào. Thấy nó bắt đầu dựng lên chưa? Nhìn hơi bị ngầu luôn nhở. Nhưng chưa được 100 đâu nhé. Đấy, tớ sắp làm xong thử thách này rồi. Không ngờ nó lại cố định được luôn. Cây cuối nè. Đến đây bác tài ơi. Tuyệt lắm. Miles. Đống que của tớ. 100 que luôn đó nha. Ai mà ngờ được chứ. Mong là cậu thấy vui vẻ. Tớ không chơi trò đó nữa đâu. Các bạn muốn có 100 cái gì nhất? Kẹo sô-cô-la sao? Hay tiền? Cái gì cũng thích phải không nào? Đừng quên chia sẻ video này với bạn bè và nhớ đăng ký kênh để xem thêm nhiều video hay ho như thế này nhé!